Hôm nay mình xin chia sẻ cái video mình sẽ nhân giống cái cây hoa cúc này. Cái cây hoa cúc này là hoa cúc vàng trắng. Hôm trước mình có quay cái video mà mình có nhân giống cái hoa cúc này nè. Thì lúc đó là khoảng 3 tuần trước. 3 tuần trước thì cái cây này nó chưa có nụ, chưa có hoa gì hết. Nhưng mà sau 3 tuần thì các bạn thấy nè, bây giờ nó bắt đầu nó ra nụ, ra hoa rất là nhiều. Nhưng mà trong cái cây này nó ra nụ ra hoa nhiều, nhưng mà nó sẽ có mấy cái nhánh non này nè, những cái đọt non này nè, nó không có ra hoa. Thì mình không có thích nó nằm ở trong những cái hoa này á, thì mình cắt nó. Tại vì khi nó lớn lên, nó cao lên hơn những cái hoa này, nó sẽ che mất những cái hoa này, những cái hoa này nó sẽ không có nở, nó không có thấy đều á, nó không có đẹp. Thì mình sẽ cắt những cái nhánh non này á để mà mình nhân giống nó. Mình nhân giống nó thì mình cắt á thì cái cây nó khỏe hơn. Nó khỏe hơn thì nó cái hoa của nó sẽ to hơn. Mà mình cũng lấy được cái giống của cái cây này nó từ cái đọt non của nó đó. Nếu mà các bạn muốn trồng á mà cho cái hoa nó to nó khỏe thì các bạn nó nở một lượt á, thì các bạn không có nên để những cánh, những cái đọt non này nha. Nó nở những cái đọt non này cứ đâm ra hoài thì cái hoa nó không có đủ cái dưỡng chất để nó nuôi những cái hoa này đó. Khi mà nó có những cái đọt non này thì mình cắt bỏ nha. Một là mình cắt bỏ, hoặc là các bạn nào mà muốn mà nhân giống mà giữ giống cho lần tới đó thì mình cắt nó từ bây giờ. Thì hôm nay mình xin chia sẻ là mình cắt cái giống, cái mình nhân cái giống của nó nha. Mình cũng lấy cái đọt non, mình cắt bỏ cái đọt non của nó, cắt cái đọt non của nó. Mình lấy một khúc như đây thôi, lấy khoảng 4-5 lá thôi nha. Lấy khoảng 4-5 lá thôi để mình cắt những cái đọt non của nó. Mình để đây. Cái cây này là mình mới cắt bỏ thì mình cũng nhân giống được nha. Mình cắt cái khúc ở trên của nó thì mình những nhân giống được. Mình nhúng cái nó vô cái dung dịch mà nó kích thích mọc rễ đó, thì mình cắt những cái đọt non nó trước đi, rồi mình sẽ làm cho các bạn xem. Cái đọt non này nó ra là tại hôm trước mình cắt một số cái nhánh non của nó đó, từ cái gốc đó, xong rồi bây giờ nó đâm ra cái nó tức cái gốc đó, nó đâm ra cái đọt non đó. Cách bón phân của hoa cúc thì giống như trong mấy cái video trước mình có chia sẻ đó, là mình cũng bón phân giống như hoa dạ yến thảo với lại hoa chịu chuông thôi, mình cũng xài cái một loại phân đó thôi. Mình cũng xài cái một cái loại phân đó ha, chứ mình không có xài loại phân khác nha. Cái cây này nó tược nó cao quá nè. Nó cao quá nên nó làm cho xấu cái chậu hoa cúc của mình đó, thì mình cũng cắt luôn. Nhưng mà cái cây này nó rất là khỏe nha. Cái cây này là cái nhánh chính của nó đó. Nhưng mà mình muốn cắt nó để cho những cái hoa nó có đủ sức á. Ôi, mình cắt một cái cây này nó quá trời nhiều luôn. Thì cái này mình cắt ra nè, mình sẽ chia ra 2-3 phần. Mình sẽ chia ra giống vậy. Cái này là mình cũng nhân giống được một cây. Cái cây này mình cũng nhân giống được nữa nè. Mình sẽ chia ra thành 3 cây, mình sẽ nhân giống ra được thành 3 cây. Mình cắt ra thành 3 đoạn thì mình nhân giống ra được thành 3 cây. Nhưng mà cái cây này thì mình cần phải tỉa bớt, bỏ bớt lá hết. Bỏ bớt lá để cho những cái đọt non á. Khi mà cái cây này mình nhân giống nó là nó già rồi, nó sẽ ra những cái nụ nè. Thế là những cái nụ này á thì các bạn nên bấm bỏ nha. Bấm bỏ để cho cái nách lá nó tức á. Nó tức nó ra những cái mầm non. Tại vì cái này nó đã có nụ rồi nè. Mình muốn cho nó trồng cái cây mới thì mình phải bấm bỏ hết những cái đọt mà nó có nụ. Cái đây là nụ không đó. Như vậy nè, các bạn có thể nhân giống nó. Sau khi mình tỉa hết những cái đọt non rồi, cái cây nó hoa nó còn bao nhiêu đây hoa thì nó sẽ tập trung nó nuôi những cái hoa này. Cái hoa này nó sẽ dễ nở hơn, nó cái hoa nó sẽ to hơn. Còn đây là một số cái nhánh non mà mình đã cắt được thì mình sẽ nhân giống nó. Mình nhân giống nó cho các bạn coi. Thì đây là cái dung dịch mà nó kích thích rễ nha.
cái này là rooting hormone này, nó kích thích lên cho ra rễ đó, thì mình nhúng nguyên cái nguyên một cái gốc của nó vô cái cây, vô cái chậu này. Mình cắt một đoạn bao nhiêu đây nha, mình nhúng cái gốc nó vô thì ướt hết cái cây, xong rồi mình mới cắm vô cái chậu đất mình đã chuẩn bị sẵn. Thì cái này mình sẽ cắm nhiều cái, sau khi mình ngâm nó như vậy thì mình phải tưới đẫm nó nha các bạn. Mình tưới đẫm nó mỗi ngày sáng chiều, trời mát mình tưới, với lại mình phải để nó ở chỗ mà nó phải nó mát, nó có ánh nắng, nhưng mà nó không phải ánh nắng trực tiếp nha. Mình để cái khúc mà nó có nắng mà nó phải mát, nó ở trong bóng mát, để thì cái cây nó phải đọt non đó. Mình để ngoài nắng nó mới cắt cái nhánh đó, để ngoài nắng nó nắng quá nó sẽ làm cháy cái cây. Mình đi tưới nước nó nha, mình tưới đẫm nước nha các bạn, tưới nó ướt hết, tưới cho nó ướt mà nó ướt ngập nước luôn đó. Thì mình tưới nó mỗi ngày sáng với buổi chiều trong 2 tuần nha. Cái video của mình đến đây là hết rồi nha. Xin cảm ơn các bạn đã coi cái video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.